Xin chào cô chú và chị bạn đã quay trở lại video clip mới trên kênh của dòng sự kiện nha. Thì buổi tối hôm nay em có mặt trước nhà công ty Hồng Loan và cập nhật một số diễn biến thông tin về câu chuyện nhà chị. Và bây giờ hiện tại là trời mưa rất là to và kèm đi với rông và sấm chớp ở nhà. Mưa rất lớn nha, nhà coi nè. Mưa to nha. Hả? Chắc mình tạm dừng clip đây cả nhà ha. Chị Loan đưa đi ra ngoài luôn cả nhà. Đây. Mưa to ở nhà mà chị Loan đi ra ngoài có việc hết. Trời mưa đêm khuya là tối rồi ha, tối ngủ rồi đây. Mà ra lại cầu vẫn còn sắt đây ha. Ra ngoài đây đổ mưa chắc là mặc áo mưa để đi chứ. Chứ có bị gấp gì anh ơi, chị với anh mới ra ngoài giờ này á. Gấp là chuẩn bị lo với đầy tháng cho con trai cùng buôn ngày mai. Dạ. Thì buổi sáng là rất là cầm tập luôn đó. Đúng rồi, buổi sáng thường phải chọn giờ tốt để tổ chức cho em nè, phải không? Đúng rồi. Hồi nãy em thấy như bà con của bên bùm bùm cũng có lên chứ anh. Gia đình bùm bùm á. Bên đoàn bùm cũng có ghé anh ấy vậy. Tối nay là rất đông khách đến nè. Một xe cũng ít mới được đặt để chuyển đi à, và chị Hồng Loan anh Hải bây giờ cũng phải tranh thủ để ra ngoài đây. Cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn yêu thương và ủng hộ chị Hồng Loan nha. Mới đây thì xe tải cũng mới chở một cái thùng yến giao đi nước ngoài của chú anh chị. Rất cảm ơn những cái việt kiều nước ngoài đã theo dõi và luôn ủng hộ số của chị Hồng Loan nha. Cô chú nào ở Việt Nam ở Sài Gòn muốn mua ủng hộ chị Hồng Loan ghé địa chỉ số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Số Kỳ Loan mở cửa từ lúc 8 giờ sáng đến 21 giờ tối nha cô chú anh chị. Trời mưa rất là lớn ha, mà hai vợ chồng bây giờ phải mặc áo mưa để đi ra ngoài đây cả nhà. Đó, Kỳ Loan hãy giờ phải đi công việc nha. Chắc mình không có công việc gì gấp á. Đúng rồi, gấp rồi. Trời đúng là gấp. Mưa mà anh chị nó phải đi công việc. Anh rồi quả đi anh á. Vậy đi nè. Hướng đi bên hướng này của anh. Đó thì câu chuyện trời mưa hôm nay đối với một số người có thể là bình thường, nhưng mà đối với những kênh anh em YouTube đang làm việc tại nhà chị Hồng Loan thì câu chuyện trời mưa hôm nay nhắc chúng ta đến một điều gì, thì công việc nó sẽ liên quan đến gì cả nhà thì cả nhà cũng đã tự gần biết rồi. Đó là chuyện những món đồ bên hông của nhà chị Hồng Loan sẽ được di dời như thế nào trong cơn mưa này, và nó sẽ ra sao khi hôm nay trời bắt đầu đang mưa rất là lớn và mưa nặng hạt. Nó cơn mưa này có thể là nó kèm theo những cái lượng nước rất là lớn và có thể là gây ngập thành phố trong buổi tối hôm nay cả nhà. Mới có ngày thứ hai của đầu tháng thôi mà cơn mưa lớn đã kéo dài như vậy rồi, một cơn mưa rất là to nha. Và hôm nay em cập nhật một số thông tin trước nhà chị Hồng Loan ở đây. Thì lần trước thì một số anh em đã làm về câu chuyện là chú gấu bông trên ban con tầng 2 của nhà chị Hồng Loan. Không biết là hôm nay chú có tự được rơi xuống không, hay là có động lực nào đó để giúp chú rơi xuống không, thì câu chuyện mình sẽ chờ mưa. Và kênh cũng đang cập nhật diễn biến mới nhất đây. Thì khán giả có cho rằng là việc mà tối ngày cứ quay như gấu bông hoài không đi làm gì, trong khi đó là cái đồ bỏ, đồ nó không được sạch sẽ, thì chính vì những cái đồ đạc mà để trong đó đó cả nhà, mình sẽ liên tưởng tới những món đồ, những cái vật của cậu Năm lúc sinh thời. Có thể là bên kia họ giấu trong phòng thì có thể là niêm phong, nhưng mà giấu phía ngoài thì có thể là đạt kết quả cao hơn không, nghĩa là chỗ mà nguy hiểm nhất, tức là chỗ an toàn nhất, nghĩa là họ chọn cái nơi an toàn nhất để giấu đồ, chọn cái nơi nguy hiểm, cái nơi mà có thể là người ta leo lên bên hông nhà để lấy đồ, nhưng có thể là họ giấu ở đó thì sao. Chung là chúng ta không loại trừ khả năng nào liên quan đến họ được, tại vì bản thân bọn họ bây giờ nó không có được sạch sẽ, không được tốt, nên việc mà mình lựa chọn những phương án phù hợp, mình lựa chọn những cái cách mà loại trừ thì cũng phải loại trừ nó ra luôn cả nhà ha. Một chút xíu ở đây em sẽ di chuyển qua bên kia để cập nhật cho cả nhà xem về bên hông luôn. Sẵn làm clip có bông rồi em sẽ làm tới luôn, và làm khi nào mà nó rơi xuống thì thôi. Có thể là khán giả không thích em hoặc là không thích cái kênh em về gấu bông này, nhưng mà chúng ta sẽ thích những cái video khác. Bởi vì cái drama này có những tình tiết nó đặc biệt, tình tiết nó quan trọng, nên kênh và
các anh em sẽ kéo dài cái tình tiết này ra để cho các nhà có một cái sự lựa chọn khi xem những video mới. Các nhà thấy không, mưa rất là lớn nha, cơn mưa rất là lớn. Đây là quang cảnh đường chào đoạn địa điểm vào buổi tối đây, nhà thấy nha. Đó, buổi tối mưa cái nhà, mưa kênh cũng chưa có về nhà và cập nhật diễn biến mới nhất cho cả nhà xem luôn. Đây là em đi chuyển qua chút xíu nha. Đây nhà ha, bên kia cũng đang, anh em đang chờ đứng dưới mưa chờ cả nhà. Bọn em cũng đang chạy qua bên kia cái coi, em coi có gì mới không. Đây cả nhà, mưa nãy giờ là cũng hết 30 phút rồi mà mưa thì nó lớn hơn so với những cơn mưa khác. Đó cả nhà, chúng ta nhìn phía trên đi. Đây cả nhà thấy những giọt nước mưa rất là to, nó đang nhiễu nhiễu xuống hình chỗ chú gấu đây. Hồi chiều chúng ta thấy rõ là do cái ít thấy rõ là do cái cơn mưa của nó có ánh sáng mặt trời chiếu, bây giờ buổi tối đây mưa rất là to. Cả nhà thấy không, mưa nhiễu ướt cái điện thoại mình luôn nè, ướt tất cả luôn. Mình đứng đây cập nhật cho cả nhà xem luôn. Đó, và hình dạng đây, đây mưa to là to nha. Và không biết một chút xíu nữa thì có cái gì sạch đặc biệt xảy ra hay không. Thì một số khán giả nói ừ sao mà anh rảnh quá anh đi quay hình của bông hoài. Thì sự rảnh rỗi của mình đã tạo ra một cái điểm nhấn của một sự kiện này sao. Nếu như hình của chú gấu này rớt xuống hình, bây giờ mình đặt tên chú là chú gấu bông đây nha. Nếu như mình chú gấu bông này mà rớt xuống thì cả nhà nghĩ đi, sẽ có cái chuyện gì xảy ra. Đó, từ lúc đó, rồi lúc đó là khán giả sẽ trách mình hay là thương mình. Còn nếu trường hợp như mà cái chú gấu bông này nó không rớt xuống mà nó cứ nằm lì ở đó thì cũng bình thường không sao. Nếu mà nó rớt xuống mà trong cái gấu nó không có cái gì thì mình cũng nghĩ không có ảnh hưởng gì đến ai đâu, thì cũng đó là món đồ bình thường thôi. Nhưng mà đôi khi á, trong bụng con gấu nó có nhiều đồ rồi, bữa đó không biết thế nào đây, chắc là vui à. Nên là mình cũng đứng từ xa nè cả nhà. Đây là tầng 2 nè. Tại hồi chiều á, mình có nói với tầng 2 là cái tầng mà từ chỗ để đồ dơ đó nha, xuống cái khu vực này nè, là ngay cái cửa sổ của cái bếp luôn. Thì tại sao mà em nói như vậy? Em nói như vậy là có ý nghĩa gì? Tại sao không để những đống đồ dơ này phía ngoài này? Tại sao để đây? Nó tại sao để ngoài này mà tại sao đem vô góc này? Hay là tại sao để giữa đây? Đó cả nhà, nghĩ đi, tại sao không để chính giữa này, tại sao không để ngoài góc này, và tại sao không để đây mà để vô góc này? Góc này là góc ngay trang cái bếp đó cả nhà, cái bếp luôn, cái bếp của nhà của chị Lo, bếp của chị Lo ở đây ha. Nếu mà một đống đồ dơ ở cả nhà mà đem để từ phía trên đây nè, nó tuôn xuống đây nè, là đồ dơ hết rồi, nó dính tới cái bếp nè. Mà theo phong thủy người ta rất là kỵ nha, kỵ những đề liên quan đến phong thủy rất là kỵ hết, nên mọi người sẽ lo lắng lắm ha. Hôm qua là em hứa em làm clip liên quan đến những cái ngôi nhà xung quanh của Kiềm Loan mà em chưa có kịp làm, nên các nhà thông cảm nha. Và em sẽ làm một cái clip khác về cái những ngôi nhà xung quanh, nó vì sao mà cậu Năm lại chọn những căn nhà khu vực này để ở nó cả nhà. Mặc dù là xưa là cậu Năm có rất là nhiều nhà đó, rất là nhiều nhà, nhưng mà cậu Năm muốn là ở khu vực này thứ nhất á là yên tĩnh nè, ít nhà nè, để thư giãn sau những lần mà cậu đi diễn về á, cậu được ở những ngôi nhà nó thoải mái hơn. Nó rồi khi mà cậu có tiệc tùng gì đó thì cậu cũng có mời khách khứa đến ở đây á, thì nó sẽ vui hơn, nó sẽ được riêng tư hơn, không có bị ít hàng xóm. Khu vực này là ví dụ như điếm xung quanh cái đoạn đường này cả nhà là khoảng tầm hơn 15 căn nhà thôi chứ không nhiều đâu. Nhà thấy hẻm nè, không? Hẻm đi. Đó. Thì mình nói hồi nãy cái vấn đề liên quan đến đống đồ dơ này mà nó như rớt xuống đây nè. Thường thường á là buổi tối này nếu mà trời mưa, thường thường là sẽ hết tạnh mưa là sẽ có những cái chim cú hay là chim đậu trước dây cái nhà, trước cái dây điện đây, thì cũng đang chờ xem nó có cái gì đặc biệt hay không. Nói chung là cập nhật tin trong một clip khoảng 10 phút trở lại thì nó không thể là nó diễn tả hết được cái công việc của một ngày 24 giờ cả nhà nghe nha. Nhưng mà đôi khi trong khoảnh khắc nào đó của một cái clip mình cập nhật thì nó sẽ có những cái thông tin đặc biệt thì sao. Nó cũng rất là nhiều anh em quay rồi, rất là nhiều anh em để đưa tin về cái sự kiện thú vị bông này rồi, nhưng mà cũng chưa có kết quả gì lắm.
mình cũng đang chờ những cái diễn biến của cái chú gấu này đây. Đôi khi làm clip nó gì đó, làm một đống clip không có, nhưng mà đùng một cái nó có sẵn, nó gớt xuống tới đây, nó gớt xuống đây thì mình chỉ là quay thôi, chứ sao bây giờ nếu mà gớt đây thì sao cả nhà, gớt đây thì sao không biết. Mình sẽ quay, mình sẽ báo chị Loan, à chị ơi, nay nó gớt một món đồ đặc biệt xuống đây, là mời chị ra kiểm tra nó, không thì mình cứ kiểm tra em nó trên đây. Nói một số khán giả là cho rằng á, trong cái bụng gấu này có vấn đề, có hay có dị vật, hay là có vấn đề đó, nên sự xuất hiện của cái người bạn là mặt hôm qua đó trước nhà chị Long Loan đó là một nghi vấn rất là lớn, và họ cũng thấy được cái sự này rồi, nên họ đã rút lui cả nhà, rút lui xong rồi. Nó nãy giờ mưa là cũng trên gần một tiếng đó nha, nhưng mà nước mưa thì nó thấm vô như gấu nhiều đó, mà không biết nó có gớt xuống đây hay không thì mình cập nhật xem nhé. Đây là quang cảnh trong cái hẻm nhà chị Loan nè. Đó, rất là yên tĩnh nha, yên tĩnh và an ninh luôn đó. Rất là ít nhà thôi, mà đa số người mà ở khu vực nhà này á, mình thấy toàn là người có tiền và có địa vị xã hội, hoặc là họ rất là thông minh để chọn những vị trí đắc địa như này. Và những vị trí này á, là những khu vực mà ít người dòm ngó đó. Thứ hai là nếu có người lạ là tự biết liền à, có người lạ là họ biết hết. Các nhà thấy nha, bây giờ mình đi ra phía ngoài, mình quay cập nhật cả nhà xem cái đây rồi quay vô trong, mình lại vô trong. Đó, bây giờ mưa cũng đang tạnh rồi, mà chú gấu thì cũng chưa có cái gì để nói nữa, chú gấu thì cũng chưa chịu gớt đây. Đây cũng chịu mưa đó nha ha, mưa rất lớn nha, nhà coi nè.